Rikki mới nổi Ngọc Thanh Tâm lần đầu tiết lộ số dư tài khoản Not Just a Rikki vừa ra mắt chính là sự quay trở lại hoành tráng của Ngọc Thanh Tâm. Chỉ sau một tập phát sóng, khán giả có thể nhận ra sự đầu tư lớn của Ngọc Thanh Tâm, điều vốn làm nên thương hiệu của nữ diễn viên. Not Just a Rikki không có sự chuyển đổi bối cảnh, được đầu tư nhằm tạo ra sự tương phản trong tình tiết câu chuyện nhiều như Tâm sắp tấm trước đây, nhưng lại khai thác nhiều góc quay đắt tiền khiến người hâm mộ mãn nhãn. Tập 1 của show đang kết thúc bằng khâu chuẩn bị Ngọc Thanh Tâm cho bữa tiệc ngàn đô cùng hội bạn nghệ sĩ. Thì ở tập 2, bữa tiệc xa hoa này sẽ chính thức diễn ra với các khách mời nổi tiếng như Quốc Thiên, ST Sơn Thạch, La Quốc Hùng, Khải Đăng. Ngoài không gian bữa tiệc được nữ diễn viên sinh năm 1993 tự chuẩn bị cho thật đúng ý, thì những chi tiết đắt giá như nụ hôn nhẹ vào má của La Quốc Hùng dành cho Quốc Thiên, chia sẻ khi Khải Đăng và Quốc Thiên về buổi tiệc đều được bật mí. Đang nói lời yêu cầu của ST Sơn Thạch dành cho Ngọc Thanh Tâm, nếu như trên bàn này em phải chọn một người để yêu thì em sẽ chọn ai, khiến khán giả vô cùng phấn khích. Chi tiết này cũng làm người hâm mộ đặt dấu hỏi về nội dung mà Ngọc Thanh Tâm muốn mang tới trong tập 2 của show sẽ về chuyện tình cảm hay bất ngờ gì. Bởi trước đó, nữ diễn viên từng vướng nghi vấn hẹn hò với nam ca sĩ Khải Đăng, và trong bữa tiệc ngàn đô, Khải Đăng cũng là một trong số khách mời tham dự. Nhất là tựa đề của trailer có một cái tên bất ngờ trong tiệc ngàn đô của Ngọc Thanh Tâm càng làm khán giả dành nhiều thắc mắc. Bất ngờ đã được giải đáp trong tập 2 Not Just a Rikki, đó là màn ái nữ nhà đại gia thủy sản tiết lộ số dư trong tài khoản của mình. Cụ thể, khi cả nhóm cùng chơi game, Ngọc Thanh Tâm đã được Quốc Thiên đặt câu hỏi có bao nhiêu tiền trong tài khoản hiện tại. Ngay lập tức Rikki mang điện thoại ra và cho biết số dư khả dụng trong tài khoản của em là 462.000 đồng. Câu trả lời của nữ diễn viên khiến mẹ cô ngồi gần đấy phải thảng thốt. Cái gì? Ngọc Thanh Tâm đã vội ra dấu cho mẹ im lặng và tiết lộ lại 462.520.166 đồng. Dù trên bàn tiệc ai nấy đều gật đầu xem đó là con số hợp lý của tiểu thư nhà giàu, nhưng đằng sau hậu trường Khải đang nghi ngờ, đang suy nghĩ là thêm vài con số không sau đó nữa. Một người bạn khác cũng đồng tình, con số chắc chắn là đang giấu mọi người đấy, chứ thật thì phải khủng hơn rất nhiều.